bạn là hiện tại là đang gọi là đang đấu chim nha các bạn. Giữa hai con chim, một là đầu đàn ở dưới nhân công lê lên. Giờ quay con chim ở trên cây mận nha. Và một con là của nhà mình. Đấy, bậy đấu. Bên tay trái và bên tay phải. Bên tay trái thì đầu đàn cho nên là hót rất là khủng. Có con chim, có chim đen kìa. Chim đen. Dạ? Có con gì đen? Được quá. Hiện tại là mình đang đứng cách đấy là có 5-7 mét vậy thôi. Đúng không bạn? Nước đầy rồi bác ơi. Rồi rồi.